Nói đi. Nói đi. Hello các bạn, thì hôm nay mình ăn hộp vịt lộn nguyên miếng. Hello, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ ăn hộp vịt lộn nguyên miếng ở ngoài vườn. Đây là vườn luôn. Chưa, đây trước. Này lẻ quá. Chào chào lại đấy nha. Hello, hello. Thiện ngồi đâu Thiện? Còn ngồi đâu đây? Lấy cục đá ngồi đi. Ừ, cái thùng này Thiện lấy cái thùng à. Lấy thùng ngồi kìa. Mày ngồi kế bên ăn luôn, quay luôn. Rồi đó nè. Úp ghế, úp xuống. Ừ. Bóc tay thì chạy lấy đũa đi. Bóc tay hay lấy đũa? Toàn đi. Con bóc tay đi, gỡ ra đi. Dính áo ạ. Nè đũa nè. Rồi xin chào cô vợ đầu nha. Chào quý khán giả, ngày nay mình sẽ ăn hộp vịt lộn gan me. Thành phần là gồm sút gì đó, biết không? Tự nói. Me hộp vịt lộn luộc rồi xong. Đó, sút me. Sút me gồm gì? Me. Me đựng muối bột ngọt. Ừ. Thì nó me được rồi, sút me người ta biết rồi. Me đựng bột ngọt. Đi bữa nay có thằng em thành viên mới vậy đó. Cả thành viên mới nè, nó hay có thằng em nữa. Có thằng em được rồi. Chưa làm lại nha. Một chưa khoan quay. Hello các bạn. Hello các bạn. Thì hôm nay mình sẽ ăn hộp vịt lộn gan me với thằng em của mình. Xin mời các bạn ăn và ủng hộ kênh của mình. Thì đây là hộp vịt lộn, ăn đi con. Hộp cánh à. Vườn à, đây là ở ngoài vườn, vườn xài của Úc, nhà vườn của vườn sáo. Hộp cánh rất là yên bình. Ngon. Ngon quá. Đây là hộp vịt lộn gan me. Tầm khoảng 11, 12 giờ trưa rồi, đi ngồi ăn. Vậy mùi vị nó cũng rất là ngon. Chua chua. Ngọt ngọt. Ngon quá mọi người ơi. Ngon quá mấy bạn ơi. Chua quá. Quá mưa.
Rồi, mất hứng rồi. Rồi, hello. Anh thấy chơi em đăng nhá. Ăn rồi rồi. Ăn nè. Anh thức bây không biết nói sao luôn. Mời mọi người ăn nha. Nè, cô Găm nè. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chua. Hello mọi người. Thì trời ơi, có biết nói gì luôn. Đừng nghe mùi nghe. Chua chua ngọt ngọt. Mà ngon quá. Hơi từ từ ngon ngon không ạ? Hơi chua chua ngọt ngọt mà hơi mày mù me như bụi me ngon ngon mà muốn quá cha. Quá. Ngon. Đúng không? Ừ. Bây giờ là 12 giờ. Và 12 giờ là thời gian mà chúng ta đang ngủ nhưng mà ăn sẽ rất là ngon hơn. Ngon không con? Ừ. Ngon mà. Ừ. Thấy mùi gì sao? Mùi me. Mùi me hả? Ừ. Sao nữa? Chua ngọt. Vậy hả? Ăn nghe mùi me cô Găm á. Ừ. Ăn đi con. Bây giờ chịu thua rồi nha mọi người. Ăn hết nổi rồi. Ăn hết nổi rồi. Còn nghe mình. Em mình sẽ chiến đấu. Ăn con. Chiến đấu rồi. Phà phà vô. Chua quá. Chua quá. Chua quá dễ ơi. Chua quá. Trời. Trời nó cũng vậy, em mình cũng vậy thua rồi. Thì hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đăng ký nhớ bấm cái chuông với một like, một share, đăng ký một kênh. Bye bye. Bye bye.